Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha Thì uh, hôm nay thì em sẽ quay cho bác xem một bộ K3 uh, của Cẩm Hồng Thì hiện tại cái bộ này là Bên em nó để em cũng khá là lâu rồi nha Lúc trước là cái mặt bàn này, này Là nó rộng tới 1 5 1 6 luôn á, là nó nghiêng miếng bìa nha các bác Nó nghiêng miếng bìa mà em để cả vỏ cây nó tròn mặt dưới luôn nhưng Mà để lâu thì em uh, Có làm lại cái bộ k ba như thế này thì hiện tại cái mặt bàn này là em dọc ra lại đó từ mấy tử mà em dọc ra là còn một mét nha một mét dài 16 và dài là 3m 2 hiện tại là hàng đang khá là bụi nha nên là em cũng nói chung em cũng quay uh, thoáng với cho các bác thôi với lại bác kích thước và báo giá cho các bác thôi thì về cái bộ này thì nói chung các bác nếu mà mua về xài thì các bác yên tâm đó hàng chúng rất là đẹp luôn nó không phải là hàng là nát hay là hàng gì hết nha này, các bác có thể nhìn thấy nha tại vì cái cái bộ này á là nó rộng tới một mét rưỡi luôn các bác ạ nhưng mà tại vì là cái điểm nghiêng biển giác á thì bán thành phẩm chúng lửa thì không ai mua hết nên là em có đọc là làm một bộ cả ba đó thì uh, như cái bộ này hiện tại cái thước của nó là mặt bàn là rộng 1 mét này dài 16 với bây giờ là 32 mét băng thì rộng uh, 40 và dài là 10 Băng là rộng 40 và dày là 10 Và chiều dài cũng là 3 m nha Bộ này thì hiện tại em đang bán là 38 triệu là bao ship cho các bác nha Hàng trúng bìa Hàng trúng bìa cho các bác nha Chứ không có phải là hàng à, à, Tim hàng nứt gì đâu Đó